Xin chào mọi người, hôm nay là chủ nhật à, ông chồng mình bảo là đi hẹn hò lâu lắm rồi chưa đi. Vì sao ông nói như vậy? Tại vì là tuần này thì được nghỉ chủ nhật và thứ hai, cho nên là ông tranh thủ vì lâu lắm rồi mới được nghỉ như vậy, hơn ngày nghỉ liên tục, cho nên lâu lắm rồi ông muốn dẫn vợ ra ngồi chơi đi cho thông thỏa, sau đó kiếm cái gì ăn bên ngồi à, không muốn vợ phở mệt mỏi nấu ăn vào những cái ngày lễ như thế này. Lâu lâu là muốn dẫn vợ đi ăn ngồi như vậy đó. Hệ chồng đang đi đến cái thành phố Đại Dương nha, thì người ta hay thường gọi là Harbor City đó. Cái chỗ này thì gió mát lắm, có biển rồi, có tàu thuyền. Cái khu vực này là nó chưa đông người lắm, nó đang còn vắng vẻ nè, vì cái này là nó thuộc khu Hùng Home Station. Đi một đoạn nữa thì nó mới tới cái Harbor City. Cái đại lộ ngôi sao nó nằm trong cái khu Harbor City này luôn. Đang đi tới Harbor City. This one K 11, right? Hồng Kông biết bộ ông số xây số khai khi sập nhá. Câu có nè mọi người. Cái này là Harbor City. Nhiều người chạy thể dục có nè, câu có có, hẹn hò có, đi dạo có, tầm lâm đủ thứ hết. Hôm nay là chủ nhật. Bây giờ vợ chồng mình đi là hơn 5 giờ chứ mấy. Where? Oh, next. Ah, at Minari? No, Wanchai. Ah, Wanchai, Wanchai. Wanchai Ferry Terminal, that new area, station. No? New station. Huh? New station? Mm. Oh, this one I think near Grand Hyatt, ma? No? Yes, yes, Grand Hyatt. Oh, I think so. Hong Kong, Wanchai, Ferry. Lam Chong, Lam Chong. Ở Hồng Kông nó nóng lắm cho nên là mọi người hay đi ra ngoài này cho nó mát, không khí còn tốt, sạch sẽ, không hề có rót luôn nha. Cái khu vực này là được vệ sinh thường xuyên luôn á, sạch sẽ lắm, không hề có rót. Hơn 5 giờ rồi mà đi nó cũng còn nắng nha, còn nắng. Nhưng mà đi ra này thì nó có cái hơi nước, nó mát, không có nước mát. Who are you? Want to go camp? Camp? Oh, no need. Because very hot now. Camp, where you go? Island? Beach? BBQ. You mean? But where? Location? Beach? I think come New territory. Yeah, very. But island also come. Island or beach better, ne? We go come. I'm BBQ. No, don't lah. We can make barbecue at home. More chip. I'm not so tired.
if eating and if sleeping can sleep also at home. Very convenient. You don't like go out? Spend money, I don't like. I'm very tired. If after eating and feel very tired, want to sleep, have to go home. Take time, maybe 1 hour or more. If so, no need. So, chỗ này nó có những cái ghế để cho ngồi đó. If we have time to go outside bit. Không phân biệt tuổi tác, dù là trẻ lớn nhỏ chi, để ngồi yêu đương mỗi người. Chỗ này có nhiều nhà hàng khách sạn lắm luôn á. Sri Lanka nè, New World nè, tôi dùng gia đình nè, Intercontinental, nói chung là nhiều lắm luôn. Hai vợ chồng mình đang đi vào cái khu người ta hay thường gọi đó là đại lộ ngôi sao nha mọi người. Chỗ cái khu đại lộ ngôi sao này thì rất là nhiều nhà hàng luôn, nhà hàng khách sạn toàn là những cái nổi tiếng không á, và giá cả thì mọi người khỏi phải nói nữa. Vì rằng người ta gọi cái đại lộ ngôi sao tại vì ngay chỗ này á nó sẽ có những bức tượng của những ngôi sao nổi tiếng của Hồng Kông, ví dụ như Trương Bất Giới hoặc là Châu Trinh Trì đó, nhiều lắm. Khu này là khu mặt tiền đắt giá lắm luôn á, có biển rồi gió mát, quang cảnh đẹp nữa. Nhìn phía đối diện là khu vực Wan Chai, Nok Bon, Hồng Hôn và cái Aminari. Buổi chiều mà ra đây là gió mát lắm, mùa hè này thì đúng bờ luôn á. Chỗ này là rất nhiều nhà hàng luôn nhé, người Tây họ rất kia là thích chỗ này, chỉ có người Tây mới ở nổi chỗ này với lại giới nhà Hồng Kông, chứ những cái người bình thường như mình thì chỉ đi ngon qua hóng gió ngắm cảnh rồi về thôi, chứ không thể nào mà dừng chân lại đây uống một ly cà phê Starbucks nổi. Starbucks thì ở đâu nó giá cũng như nhau, nhưng mà mình nghĩ ngay chỗ cái khu đại lộ ngôi sao này thì cái giá thay mặt bằng nó đắt, cho nên cái Starbucks nó cũng đắt. Đây nè là cái bức tượng của Trương Bất Giới đó, ngay chỗ có mỗi bức tượng này nó đều có cái bản ghi chú ấy, nhưng mà mình thì không có sở thích lắm, cũng không hiểu nữa, bị nó ghi toàn tiếng Trung Quốc mà. Này nó có những cái ghế này để cho mọi người tập thể dục mệt mỏi rồi ngồi ngắm biển gió cho nó mát. Rất kia là thích thú chỗ này luôn á, chỗ này đi ngắm cảnh hoặc là trời nóng ra ngồi nghỉ là nó đúng bờ luôn, sạch, rất kia là sạch luôn, sạch sẽ không có một cọng rác luôn á. Đúng là cái khu chỗ nhà giàu nó khó hả? Cái này là K11. Trong này thì thôi phải nói nữa, đắt lắm. Chỗ này thì nó cũng có những cái quầy bán nước tự động nhé, dành cho những người bình thường không có đủ tiền để vào trong những cái quán nhà hàng khách sạn để ngồi uống cà phê uống nước, thì cũng có thể mua nước tự động uống ở ngồi những cái máy tự động bên ngoài này. Bên cạnh đó thì nó cũng có những cái quầy, những cái sộp nhỏ nhỏ như thế này nè, nó bán những cái đồ lưu niệm. Là mình nghĩ những cái đồ lưu niệm này chắc không có ở mua đâu, bán dù che nén. Thường Hồng Kông thì họ sử dụng dù cầm tay chủ yếu là để che nén nha. Mưa cũng sử dụng dù, mà nén cũng sử dụng dù. Mưa tất nhiên thì mọi người cũng sử dụng rồi, nhưng mà có điều mình ngạc nhiên đó là ở Việt Nam mình thì chỉ có mưa, mặc áo mưa, hoặc là thỉnh thoảng đi nơi gần đó, thì sử dụng dù.
Còn ở Hồng Kông thì ngược lại nhé, mưa nắng gì cũng nhường nhiều hết. Cái chỗ này thì nó có những cái bục bằng gỗ như thế này nè, để cho mọi người ngồi nghỉ. Thì nó có nhiều sự lựa chọn nhé. Cái đoạn trước thì nó để những cái ghế sót có mặt biển để cho mọi người hóng biển. Chỗ này thì nó nằm về hướng gần khách sạn. Dọc cái đoạn đường khu vực đại lộ ngôi sao này á, trong cái mỗi cái trụ điện nó dựng như vậy á, là nó vừa thắp sáng điện nhưng mà trong đó nó cũng có những cái loa á, nó mở nhọt giao hưởng ở trong đó. Cho nên cái đoạn này á, tuy là khi ghi hình đó là mình có nói trong này nhưng mà bây giờ mình không sử dụng được vì nó có nhọt á, như vậy thì nó sẽ bị đánh dấu bản quyền cho nên mình không thể dùng được. Chỗ này là có mơ vồn. Chỗ này là những cái bục ngồi là lồn bần. Đó này, đó mà. Trời ơi nó nắng chói con mắt. Almost 6 already, but still hot. Bình thường ở nhà lừ đó ngồi đó, mỗi lần ra thì thấy thì toán đông đúc luôn. Tôi cũng thích ra ngồi hết, chắc mình chỉ mình thích ở nhà thôi đi cho đây. Ở nhà thì tốn điều hòa. Hot. What is this? Why so many people? This area in museum? Not museum. Probably museum, but the ceremony hall. Not ceremony. Music hall. Music hall. Music hall. I sometimes watch music. Music hall here. Before. Because I like music, you know. I know. Sunny. But expensive. I think so. Sunny. Sunny. Sunny, not Zumi. Zumi. Aiko-san, Aiko-san, Hedro. What? I don't know. I think this area sell bánh mì better. Very good. I think more than 100 people, right? I think 1,000. More than 1,000 people, sure. Ôi đông, đông lắm luôn. Người ta nói đông. How many people? Lâu lắm rồi mới đi lại chỗ này đó. Cái hòn qua kem đây mọi người. Cái xe này là tay món kem nhé. Trời ơi, ông chồng bảo thích ăn kem. Cho nên là bởi tiếp hòn đi mua kem nè. Phần lớn ba mẹ mua cho con nít. Chờ ông chồng tốn mua ăn kem gì đây. Cái phòn đợi đây. Từ giờ là hạnh phúc. Giờ cũng tới lượt hệ dòng mua kem rồi. Ông chồng mình đâu mua kem và thể sử dụng thẻ Octopus để trả tiền kem nhé. Một cái kem như vậy là 12 đô. Ở bên Hồng Kông này nó rất là tiện lợi về cái thẻ Octopus này luôn á. Những cái hòn quán bán thức ăn dọc đường phố như thế này nó vẫn có cái hệ thống để quẹt thẻ Octopus luôn nhé, rất là tiện luôn. Chạy là được hơi cái kem rồi, giờ đi tìm chỗ ngồi để ăn kem thôi. Arigato ne. Ô,
xếp hòn có buổi mua được hơi cây kem. Trời ơi, đi một hồi rồi cũng tới Harbour City rồi nha mọi người. Bây giờ mình sẽ đi lên cái khu Harbour City, trung tâm thương mại, mua sắm, vui chơi, ăn uống đầy đủ trong này nhé. Có bậc tăng cấp phía bên kia. Còn bây giờ mình sẽ đi lên bằng cái thang máy này nhé. Lội đó Harbour City, vào Uniqlo mua cho vợ hơi cái áo này. Vậy là xong buổi hẹn hò tại đại lộ ngôi sao và thành phố đại dương nhé.